Bốn con giáp tốt vía trong kinh doanh, tiền thu về đầy két sắt trong năm 2017. Xin chúc mừng những con giáp có tên trong danh sách dưới đây vì rất tốt vía kinh doanh, tiền thu về đầy két sắt trong năm 2017. Một, tuổi Thìn. Theo tử vi năm 2017, người tuổi Thìn bán hợp với Thái Tuế nên vận trình vẫn tiếp tục phát triển rực rỡ, gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ, tiền tài luôn rủng rỉnh. Những người tuổi Thìn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ và sự nghiệp kiên trì cao độ. Họ không ngần ngại thử thách bản thân và vẫn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Trong những hoàn cảnh khó khăn thì họ lại dễ dàng có được thành công rực rỡ. Ngoài tài năng thực sự thì nhờ quý nhân phù trợ cộng với sự giúp đỡ của bạn bè, tuổi Thìn có được những thuận lợi trong công việc và tránh được nhiều hiểm họa rình rập. Tuy nhiên, để thành công không bị gián đoạn, người tuổi Thìn cần thay đổi tính nôn nóng, bộc trực. Sự nôn nóng của bạn có thể làm hỏng nhiều những hợp đồng làm ăn quan trọng. Hai, về tuổi Mão. Năm 2017 cũng được dự báo là làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn đối với những người thuộc tuổi Mão. Vận thể của người tuổi Mão khá tốt, mọi việc làm đều suôn sẻ. Vì thế năm sau nếu bạn có định chuyển đổi nghề nghiệp hoặc muốn thử sức với một công việc hoàn toàn mới thì bạn nên hãy nhanh chóng thực hiện nhé. Sự nghiệp thay đổi trong năm tới sẽ mang lại đến cho bạn nhiều thành công. Với tính cách khéo léo, kiên định và nhẫn nại, người tuổi Mão sẽ nhận được rất nhiều cơ hội thăng tiến. Các bạn hãy biết nắm bắt mọi cơ hội để con đường sự nghiệp được mở rộng hơn. Không chỉ may mắn thành công trong sự nghiệp mà năm sau tình yêu của người tuổi Mão sẽ thăng hoa. Nói tóm lại, một năm mới viên mãn, phát tài phát lộc, mọi việc hanh thông đang chờ đón người tuổi Mão phía trước. Ba là tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ vô cùng cá tính, rất nhanh nhạy. Ông trời phú cho họ khả năng kinh doanh giỏi. Vào năm nay, khả năng làm ăn của người cầm tinh con giáp này càng thêm mạnh mẽ. Vận may phủ lên người làm cho họ có thể sớm hơn người khác phát hiện những đầu cơ kích xù. Con người tuổi Tỵ khả năng thông minh lanh lợi, đầu óc có tính toán xoay chuyển tình thế rất nhanh. Những việc mà người khác cảm thấy khó khăn thì họ luôn biết cách chuyển bại thành thắng một cách dễ dàng. Con người tuổi này vô cùng chăm chỉ, cả khi có một công việc có thu nhập khá cao thì họ vẫn cố tìm cách để kiếm được và làm thêm tăng gia thu nhập. Nửa đầu năm 2017, thần tài sẽ ghé thăm họ thường xuyên. 4. Tuổi Hợi. Người tuổi Hợi nhận được sự ưu ái nhất trong số 12 con giáp năm 2017. May mắn đến với những người tuổi Hợi, họ có thể gặp được cơ hội cực hiếm có thể giúp họ nâng cao lương thưởng hay lợi nhuận từ việc kinh doanh. Người tuổi Hợi cần cố gắng nắm bắt, không để cơ hội tốt đi qua. Nếu năng lực một mình bạn không đủ, đừng ngại hợp tác với đồng nghiệp, lúc đó bạn sẽ phát hiện tiền bạc cũng không phải khó kiếm. Mới nửa đầu năm 2017, người tuổi Hợi đã đạt được nhiều thành công trong kinh doanh. Trên đây là những phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức lá số tử vi nhé. Hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của Thế Giới Kiến Thức Tử Vi. Rất chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thế Giới Kiến Thức Tử Vi trong suốt thời gian qua. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.